À, em tên là Nguyễn Thị Hồng Sang, năm nay 29 tuổi, đến từ Thủ Đức. Hiện mình đang làm công việc gì? Dạ, làm công nhân cho công ty điện tử. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả có mặt trong hội trường. Dạ, em tên là Nguyễn Vũ Kha, năm nay em 29 tuổi, quê gốc là ở Cà Mau. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sản xuất sáo và bán online. Bán gì online em? Sáo. Sáo thổi hả Hương? Dạ, sáo thổi. Rồi. Bây giờ mình thổi sáo cái đi. Em hồi hộp quá em quên. Làm như nó nghẹt mép á. Sáo này. Em hỏi lại. Hỏi lại đi. Em đứng lên nha. Rồi đứng đi, đứng vô có hơi. Em hồi hộp. Làm lại nữa. Thổi dày mới bán được sáo nè. Bạn có năng khiếu gì không? Thế thường chỉ biết nấu ăn với lại chơi thể thao thôi. Chơi thể thao môn gì? Bóng đá. Trời ơi. Hèn chi. Bóng đá ở vị trí nào? Dạ tiền vệ. Về vợ đá bóng, chồng thổi sáo. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ em có chơi đá bóng chị ơi. Đá tiền đạo. Được ha. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ cũng có một rồi. Dạ quen hơn 4 năm nhưng mà chia tay nay cũng gần 2 năm rồi. Bên nhà bạn trai nó không hợp tuổi. Bạn trai nhà bạn có coi tuổi không? Dạ không chị ơi. Việc cưới sinh thì do em quyết định cho nên em không có quan trọng về vấn đề tuổi tác. Rồi. Mà em tuổi con gì? Em nay sinh năm 88. Bên đây sinh năm nhiêu, tuổi con gì? Dạ 87. Ủa là lớn hơn bên kia 1 tuổi. Dạ. Rồi một tuổi nhỏ hơn cũng không thành vấn đề luôn đúng dạ. Không? Rồi tiếp tục giờ muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Nói chung là hiền, giờ ngoại hình là phải cao hơn 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m71. Được. Dư luôn. Tiếp. Gọn gàng, không xăm mình hay là không nhuộm tóc? Có xăm mình không? Dạ không chị ơi. Chắc không? Chắc chắn 100%, từ trên xuống dưới không có một vết xăm. Có uống xăm không? Dạ có. Ừ được, uống xăm được. Rồi tiếp còn gì nữa không bạn? Đừng có gia trưởng quá. Có gia trưởng không? Dạ không gia trưởng. Ông này chắc muốn vợ lắm rồi nè, cái gì ông cũng thông hết trơn hết trọi à. Rồi được rồi đó. Vậy thì em có đặt ra cái tiêu chuẩn tìm bạn gái như thế nào không? Tiêu chuẩn của em thì nói chung là cũng rất là đơn giản. Cao 1m50 trở lên là được rồi. Về ngoại hình thì hơi thon thon, nhìn dễ nhìn xíu. Rồi. Tóc tai thì ngắn cũng đẹp, dài cũng xinh xinh. Thì cái nào cũng được. Què chất vậy, ông muốn vợ lắm rồi. Nãy bạn gái bên kia có chia sẻ một mối tình 4 năm à, còn bạn? Dạ em thì trước đây em có quen 2 mối tình. Và mối tình chia tay gần đây nhất là cách đây khoảng 2 năm. Tại lý do chia tay của em thì nó lãng xẹt. Sao lãng xẹt? Dạ một kể trận nghe của nó lãng cỡ nào. Một trận đá banh định mệnh mà hai đứa em phải chia tay. Hai đứa cá độ hả? Ông dạ chung không là sao? Dạ, bữa nay có một trận đá banh định mệnh mà hai đứa quen nhau được không? Dạ được. Ủa sao nói chuyện chậm vui vậy? Dạ em tự nhiên. Rồi em kể câu chuyện đi, chị ráng cho đứng nghe tới mai coi xong câu chuyện không nha. Bữa đó em có đá banh là 9 giờ em hẹn bạn gái đi chơi, sự cố cho nên em quản lại là dời lên trên phải đá cho nên trễ hẹn với bạn gái. Bạn gái dặn lẫy không nghe anh giải thích gì hết. Thì dặn lẫy xong rồi hai bên không ai nói chuyện với nhau riết rồi thời gian thì người nó lên tiếng thôi mình không hợp mình chia tay đi anh. Lý do đúng ra là ông em phải lên tiếng trước. Em xin lỗi một tuần không gặp mặt em. À, tại em xin lỗi chậm quá chứ gì. Hay là cổ nghi ngờ giới tính của em không? Dạ quen 2 năm rồi chị. À là có mừng ăn gì rồi đúng không? Tại là cái kiểu nói chậm thì thôi chứ không gì hết đúng không? Dạ, đúng. Chuẩn men đúng không? Dạ đúng ạ. Cô đó cũng không có hiểu cái thú vui đá banh. Dạ. Còn cô này cổ đá banh luôn. Phải không chị? Ừ. Nếu mà vậy thì bạn đá rồi cổ cũng đi đá thì đâu ai giận ai. Nhưng mà em đá banh mà rồi em có thích cái người bạn gái mình đi đá banh không? Em thích con gái bận đồ thể thao đá banh. Vậy là hợp quá trời hợp rồi, được rồi. Mọi công việc mà em làm em tự quyết định hết. Trước đây em có đi bán kẹo kéo, hiện tại bây giờ em cũng có đi bán kéo kéo màn lên mình mời cổ mua kẹo kéo nha. Hát kiếm cái bài nào tình cảm nha. Anh này dễ thương lắm. Anh chấp nhận cái sở thích đam mê của em. Ừ, chào em gái. Em có yêu cầu gì người bạn đời của em không? Cần hiền một tí là được rồi, không gia trưởng. Hiền lắm, thật tình lắm. Dạ. Anh hiền lắm em ơi. Đang bây giờ nói gì ta cười đó. Có duyên nữa. Dạ. Em không thích gì ảnh không? Nhậu nhiều quá sợ. Có nhậu không em? Miền Tây chắc có rồi em. Dạ em không biết nhậu, không hút thuốc. Thấy chưa, đừng nhìn bề ngoài mà đoán vậy là không được. Có biết cờ bạc không anh?
không cờ bạc luôn em ơi. Vậy là được rồi. Được rồi ha. Anh chỉ biết lo làm ăn thôi, không có chơi gì dính vô mấy cái đó. Dạ. Anh là dễ thương lắm. Bây giờ thí dụ như cổ ở Sài Gòn nè, em có đồng ý ở rể không? Ở rể thì cũng được, không có gì đâu. Không có gì đâu đúng không? Dạ. Không, cho tôi hỏi bạn nam một câu. Bạn nữ nhìn hơi men. Em men lắm chị. Không, bạn nữ, tôi nói bạn nữ nhìn hơi cá tính đúng không chị? Ừ, hơi cứng cứng, không có dịu dàng, còn yếu điệu đâu nha. Dạ. Sao? Được chị. Quan trọng là tâm lý mà hiểu nhau là được rồi. Còn dễ dàng như vậy không cần thiết. Không cần thiết. Được. Được ha. Dạ. Rồi, ông nãy gì cũng được hết đó. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Em có đi với ai không? Dạ đi với bạn đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào khán giả trường quay ạ. Anh này thì hiền. Thấy là anh này rất dễ thương, đồng ý với mày. Nhưng mà chị hỏi nha. Chị hỏi em nè, em chơi với Sang lâu rồi phải không? Dạ. Nhìn men nhưng mà có men không? Dạ không. Thấy không, thích con trai đúng không? Dạ. Ủa quên, thích con gái chứ, lộn. Không, thích con trai vậy. Thích con trai được. Bạn trai, có đi dai không? Dạ, em đi với bạn em. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Tất cả các quý khán giả có trong chương trình hôm nay ạ. Và anh Kha là một người rất là hiền, thật thà. Đặc biệt cá là anh rất là hài hước. Vấn đề ăn chơi hay là nhậu, thật sự là anh không biết nhậu. Còn về bạn nữ bên đây thì em thấy rất là dễ thương. Em nghĩ là rất là hợp, cặp đôi rất là hợp với nhau. Cảm ơn em. Bây giờ ha. Thôi, cho đôi trẻ gặp nhau đi. Kiếm các bạn cảm ơn lên nha. Hai, ba. Trước khi đến đây thì anh có một món quà tặng em. Này, thay cho món quà thì anh có một câu hát anh muốn hát như vậy tặng em. Anh xin dâng tình anh trọn đời, người hỡi người, xin hãy nhấn nút để ta hẹn hò. Cảm nhận về nhau thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương, đúng mẫu người mà anh đang chọn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Nhìn anh có thể là khác so với suy nghĩ ban đầu của em. Được cái là anh hiền. Nếu như mà anh với em đồng ý hẹn hò, sau này mình tiến tới hôn nhân thì em có chấp nhận ví dụ sống ở nhà trọ không? Tại vì hiện tại giờ anh chưa có khả năng để mua được căn nhà. Nếu vậy thì anh có thể ở rể, anh có chấp nhận ở rể hay là không? Nếu mà gia đình bên em có ý kiến thì anh cũng có thể được. Được không? Được. Anh làm ở đây hay là làm ở quê luôn anh? Anh đang làm ở đây. Và dự định của anh là lập nghiệp ở tại thành phố này. Nếu vậy thì được. Để ở đây công việc của em thì nó cũng đã ổn định hết rồi. Anh đang tranh đấu để đạt được cái mục đích của mình. Phấn đấu thôi mà bắn sáo không tranh đấu. Tranh đấu với ai? Phấn đấu. Phấn đấu. Sếp làm sao để mà gặp nhau hẹn hò làm sao? Mình sẽ gặp nhau như thế nào? Kêu ổng tính, ổng hỏi người ta như thế nào. Chủ nhật là em rảnh cả ngày thôi. Ngày chủ nhật rồi đi bán kẹo kéo chung với ảnh được không? Anh thổi sáo rồi em đi mời người ta. Em đi mời thì chắc được chị. Nhưng mà đừng kêu em hát là được rồi. Vậy là được rồi, trời ơi. Em có biết hát không? Không. Anh hỏi thu nhập bán kẹo kéo ha. Mỗi một ngày mình đi bán suốt như vậy thì mình khoảng được bao nhiêu ngày em? Trung bình một đêm mà em đi hát khoảng 3 đến 4 tiếng thì thu nhập của em khoảng 500 đến 600 mà. 600 cũng ổn đó nha. Tháng cũng mười mấy triệu tháng rồi. 18 triệu. Mà cái đó là mới kẹo kéo không hay tính tiền bán sáo chưa? Dạ kẹo kéo chị. Còn kẹo kéo sáo, chưa tính bán sáo là sao nữa? Vậy là đủ nuôi à. Đủ nuôi vợ với con đủ rồi đó. Vợ con không em? Dạ dư sức chị. Dư sức cơ hội cho em nói một câu gì đó thật tình cảm, thuyết phục được bạn gái. Định mệnh đã ngăn cách chúng ta khoảng thời gian rất dài. Thì hiện tại giờ định mệnh đã đưa chúng ta hẹn ngồi ở đây đối diện với nhau thì anh hiện tại anh không có thể lo cho em được nhà cao cửa rộng nhưng anh chắc chắn với em một điều rằng nếu em lấy anh thì anh sẽ che chở cho em tới suốt cuộc đời này. Hay quá. Rất hay. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ và đi đến quyết định. 1 2 3 quyết liệt. Hết thời gian. Quyết liệt, quyết sống liệt. Bấm. Bấm bấm. Nói gì vậy? Nắm tay bạn gái nhau cái đi. Cảm giác như thế nào? Hả? Thôi hợp hùng cái đi. Mẹ lớn. Hồi hộp rồi đó, từ núi tấn công. Trời ơi, gì đâu, cặp này tuyệt
tình luôn á. Cô luôn. Gái này rất cá tính nha, nhấn nút nhanh cực kỳ luôn. Ừ. Bích một cái là coi như quyết đoán. Bên đây này nó nhấn gật nhấn nhanh nhấn nút. Chúc mừng hai em. Ở rễ đi, mọc rễ luôn đi. Chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 đi chiến thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản trị giá 1.000.000 đồng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15.000.000 đồng tại áo cưới Milan.